Đền Voi Phục là một ngôi đền trong Thăng Long tứ trấn của thành Thăng Long xưa, gồm 4 ngôi đền: đền Quán Thánh trấn giữ phía bắc kinh thành, đền Kim Liên trấn giữ phía nam kinh thành, đền Bạch Mã trấn giữ phía đông kinh thành và đền Voi Phục trấn giữ phía tây của kinh thành. Có tư liệu ghi Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông. Theo đó, Linh Lang Đại Vương sinh năm 1030, được đặt tên là Hoàng tử Linh Lang. Tương truyền, Hoàng tử Linh Lang sinh ra đã có diện mạo khôi ngô tuấn tú. Suốt tuổi thơ, hoàng tử sống trong cung cùng mẹ ở khu thị trại, nay là phường Thủ Lệ. Ở tuổi 14, Linh Lang đã cùng trai tráng trong vùng chuyên cần luyện tập võ nghệ. Lớn lên, Linh Lang tỏ rõ là chàng trai văn võ song toàn. Theo vua cha đánh giặc Chiêm Thành, đuổi giặc tới tận thành Đồ Bàn, Quy Nhơn, Bình Định ngày nay. Năm 1069, Linh Lang theo anh là Lý Thánh Tông tiến quân về phía Nam Hải, bến hải Quảng Trị ngày nay, đánh bại quân Vĩnh Trinh. Năm 1076 đến năm 1077, nhà Tống đem quân xâm lược nước ta. Tướng Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy mọi lực lượng kỵ binh, bộ binh, thủy binh, giao cho Linh Lang đảm nhiệm lực lượng thủy quân từ Vạn Xuân đánh ngược lên phía bắc, tiêu diệt cụ quân của chánh tướng Quách Quỳ, rồi phối hợp với đạo quân của Lý Thường Kiệt phản công mạnh mẽ vào lực lượng của phó tướng giặc là Triệu Tiết, khiến cho quân Tống bị thương vong rất nhiều, không thể chống đỡ. Trên tuyến sông Như Nguyệt, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, nên phải cầu hòa và rút quân về nước. Trong trận quyết chiến này, hoàng tử Linh Lang đã chiến đấu rất mưu lược, ngoan cường, đánh bại kẻ địch, nhưng sau đó đã anh dũng hy sinh. Nhà vua biết tin đã rất xúc động, ra tuyên cáo sắc phong cho Linh Lang là Linh Lang Đại Vương thượng đẳng tối linh thần, và truyền cho tất cả các nơi Linh Lang đã đi qua đều lập đền thờ để tưởng nhớ công lao. Sau này khi nhà Trần đánh giặc Nguyên Mông và nhà Lê tiễu trừ Mạc Thị, các vị tướng xuất trận đều tới đền thờ của Linh Lang Đại Vương cầu đảo và đều rằng thắng lợi. Vua Trần Thái Tông hàm ơn bèn sắc phong thêm 5 chữ Bình Mông Vương thượng đẳng. Triều Lê Trung Hưng phong thêm 8 chữ Phối Đồng Thiên Địa Vạn Cổ Lưu Truyền. Trải qua các triều đại từ thời nhà Lý đến thời nhà Nguyễn sau này đều phong ngài làm thượng đẳng thần. Như vậy, hoàng tử Linh Lang đã 3 lần cưỡi voi ra trận đánh tan giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Lần thứ nhất đánh giặc Chiêm Thành năm 1044. Lần thứ hai đánh giặc Vĩnh Trinh năm 1069. Và lần thứ ba đánh giặc Tống năm 1077. Đặc biệt, hoàng tử còn có công hóa phép làm mưa, giải trừ đại hạn, giúp cho mùa màng tươi tốt,
Do vậy, Ngài được người dân yêu mến, tôn thờ và kể những câu chuyện huyền bí để thần thánh hóa vị hoàng tử luôn cống hiến hết sức mình để bảo vệ bờ cõi, giữ ấm no cho dân tộc Việt Nam. Tương truyền khi Linh Lang hóa, con voi theo Ngài đánh trận đã quỳ phục phục để hành lễ. Khi dựng đền thờ ông, nhà vua cho đắp trước cửa đền hai con voi quỳ gối nên quen gọi là đền voi phục. Vì đền ở phía tây kinh thành nên còn có tên gọi là Trấn Tây hoặc Trấn Đoài. Hàng năm, nhân dân tổ chức lễ hội vào ngày mùng 9, 10, 11 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ công đức của thần Linh Lang. Đây là hội rước lớn với cờ quạt, chiêng trống, lọng, tàn, tám nối nhau thành hàng dài cùng phường bát âm và đội sinh tiền rất nhộn nhịp. Lễ hội của đền là một hoạt động văn hóa thường niên mang tính chất mở với sự tham gia của du khách thập phương đã vượt ra ngoài không gian của vùng đất Thủ Lệ. Trong lịch sử đền voi phục, như một trấn thiêng ở phía tây của thành Thăng Long, đền không chỉ liên quan trực tiếp với kinh đô mà nó đã hội vào bản thân rất nhiều dòng chảy của tín ngưỡng dân gian để trường tồn với thời gian.